Mời quý vị lắng nghe lời Chúa. Chủ nhật thứ 8 mùa thường niên 5B, lễ Chúa Ba Ngôi, ngày 26 tháng 5 năm 2024. Bài suy niệm của nữ tu Anna Nguyễn Thị Minh, dòng nữ Đa Minh Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 28. 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chuyện kể rằng Thánh Augustino một hôm đi bắt bộ trên bờ biển, đang nặng óc bóp trán để suy nghĩ về mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi. Bỗng ngài thấy một em bé với miếng vỏ sò trên tay đi tới đi lui múc nước biển đổ vào lỗ hang của các con dã tràng trên bãi cát. Thánh nhân dừng lại xem, thấy em làm việc một cách hăng say và thích thú. Ngài tò mò liền tiến đến và hỏi: Em đang làm gì vậy? Cháu muốn tát cạn nước biển bằng việc múc nước biển đổ vào hang các con dã tràng này. Sao có thể thế được? Biển thì rộng lớn bao la, mà lỗ hang của các con dã tràng thì quá nhỏ, làm sao có thể chứa hết các nước biển được? Cháu nghĩ việc cháu đang làm còn dễ hơn so với việc mà ngài đang nghĩ, là cố nặng óc, bóp trán, cố hết sức suy tư về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Augustino đã chợt hiểu ra, chính Thiên Chúa đã sai Thiên Thần đến thức tỉnh về việc mình đang suy tư. Đó chính là tát cạn nước biển còn dễ hơn việc suy tư cho thông suốt về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nước biển tuy mênh mông, bao la, nhưng là những thứ vật chất nhìn thấy được, có giới hạn mà lỗ hang của các con dã tràng cũng không chứa nổi, thì huống chi là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi thuộc thế giới vô hình, không giới hạn, lại mênh mông vô tận, thì với khối óc nhỏ bé của con người làm sao có thể hiểu nổi. Chúng ta có thể hiểu được đôi nét về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi khi chiêm ngắm công trình sáng tạo kỳ diệu của Thiên Chúa qua thiên nhiên, qua những kỳ tác mà Ngài ban tặng, qua những gì chúng ta có thể trông thấy được. Hơn nữa, qua công trình sáng tạo của Chúa Cha, đến công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh Hóa, thông chuyển ơn cứu độ để chúng ta cùng tham dự vào đời sống yêu thương, hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đời sống liên kết mật thiết của Ba Ngôi Thiên Chúa là mẫu gương cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chỉ khi có tình yêu Thiên Chúa ngự trị, chúng ta mới làm được tất cả như lời Thánh Phaolô: Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Mỗi hành động nhân danh tình yêu của Ba Ngôi đã bắt nguồn từ tình yêu của Ba Ngôi sẽ làm cho đời sống của chúng ta nên ý nghĩa, an vui và hạnh phúc. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta xác tín lại niềm tin của mình,
nhất là mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá. Liệu những gì chúng ta tuyên xưng chỉ là trên môi miệng hay phát xuất bởi niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa tình yêu? Ước mong sao mỗi lần làm dấu thánh giá là mỗi lần chúng ta ý thức mình đang ghi dấu ấn tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa trong cuộc đời. Niềm vui phục sinh không dừng lại ở ngày Chúa sống lại và lên trời, vì Chúa Giê-xu đã dặn các môn đệ hãy trở nên những người loan báo tin vui cho mọi người. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đây chính là lệnh truyền của Chúa Giê-xu. Mỗi ngày sống, chúng ta hãy làm cho cuộc đời thêm vui tươi, tươi sáng hơn khi mang theo niềm hy vọng phục sinh. Niềm hy vọng của tình yêu ba ngôi sẽ là sức mạnh và động lực giúp chúng ta hân hoan sống và làm chứng cho Thiên Chúa, cho dù gặp những khó khăn gian khó trong cuộc đời. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con xin hết lòng thành kính tôn vinh và tạ ơn tình yêu cao cả mầu nhiệm của Người. Với sức riêng, chúng con không bao giờ suy cho thấu tình yêu ấy. Xin giúp chúng con luôn vui tươi họa lại hình ảnh của ba ngôi khi sống yêu thương, hiệp nhất và chia sẻ. Nhờ đó chúng con được sống trong tình yêu viên mãn, được hưởng trọn niềm vui khi Thiên Chúa ba ngôi là niềm hoan lạc của đời chúng con. Amen. Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba ngôi Thiên Chúa đấng siêu việt, tuy riêng biệt nhưng là một Thiên Chúa. Mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm Thiên Chúa trao ban tình yêu. Mầu nhiệm cao siêu muôn ngàn đời, con sẽ chung tụng kinh tôn. Vinh danh Chúa Cha đấng tạo thành trời đất thật hùng vĩ, sinh linh vạn vật Ngài dựng nên tô thắm địa cầu. Và Ngài dựng nên có con người giống hình ảnh Ngài. Chúa thương chúc lành và cho họ làm chủ mọi loài. Ba ngôi Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba ngôi Thiên Chúa đấng siêu việt, tuy riêng biệt nhưng là một Thiên Chúa. Mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm Thiên Chúa trao ban tình yêu. Mầu nhiệm cao siêu muôn ngàn đời, con sẽ chúc tụng kinh tôn. Vinh danh Chúa Con đứng từ trời đã sinh vào trần thế, khiêm nhu hạ mình chỉ vì yêu nhân thế tội tình. Và một chiều xưa trên thập hình gánh tội thế chân, cứu độ muôn người và ban tặng sự sống muôn đời.